Tết đến rồi, Tết đến, Tết Tết đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng các bạn đến với kênh Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Mỹ Texas. Hôm nay mọi người đi mua sắm Tết rất là rộn ràng các bạn. À, vụ gì đây? Lấn chiếm lòng lề đường phải không? Báo công an rồi nha. Chờ Tết vui quá. Để mình chạy vô đây coi có cái gì vui chứ các bạn. Các bạn, mình đang đứng trước tiệm hoa của một bà chủ tên là Châu. Tiệm hoa này nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở Austin đã trong một thời gian nay nha. Lâu qua nha. Bông vàng đẹp quá trời luôn. Yeah. Hồi nay thêm có thêm nghề này có lý quá. Vẽ lên trên bưởi. Chào luôn, chào luôn, chào luôn. À, đẹp quá. Vọc tai thỏ. Phúc thọ lộc tài đó. Vậy thôi phúc lộc thọ đi. Phúc lộc thọ rồi. Đó, phúc lộc tài thọ, phúc lộc thọ tài rồi, ngon lành. Sáu Tết.
thương nè. Mở cẩn thận bên trong là một cục vô. Huh.
Thì cũng mua đặt trước. Dạ đặt trước, người ta ở đây người ta trồng ở Cali á. Ồ cái mai đó. Dạ mai đó trồng Cali. Dạ. Mà nếu mà cái mai đó, nếu mà cái mai đó không phải là từ Việt Nam đem qua nào? Dạ không, cái giống đó thôi. Dạ. Thì cái này thực ra nó chỉ sống được ở xứ nhiệt đới, cho nên là nước trời lạnh thì mình phải mang hơi nhiều. Thì người trồng phải biết cách chăm một chút xíu. Có thể nó ghép vô ở cái cây gì ở bên này. Dạ. Dạ. Là phù hợp. Dạ. Có một cái mai này thực ra nó có nhiều loại lắm. Anh đi ra theo cái mai chĩa ha, mai cánh chĩa thì cũng có một cái nó cũng giống như vậy, nhưng mà cái lá nó bự hơn, lá nó bự nó dài ra thì họ kêu là mai mễ. Thì em không có đáng mai mễ, cái mai mà gần nhất với cái mai ở Việt Nam của mình đúng như là mai Việt Nam của mình. Cái lá nó ngon đúng rồi, là thực sự là em mới đặt lá để cho nó ra hoa, thì cái lá này là lá non mới ra thôi. Nhưng mà nếu mà muốn ra hoa nữa đó là phải lặt hết mấy cái này để nó ra cái nụ thì mình sẽ có hoa nhiều hơn. Dạ thì có mai tứ quý, mai tứ quý thì hy vọng năm sau em sẽ mua được cái mai tứ quý rồi đấy. Dạ thì bây giờ chậu mai này bán có giá bao nhiêu? Dạ chậu mai này 200. Chậu mai 200. Dạ. Dạ chậu lớn giống như mai bonsai. Dạ. Thì nam kêu mai bonsai. Nhưng mà anh nghi cái gốc của nó là gốc gì á, chứ phải mai nha. Có thể ghép á. Ừ. Mai này ghép rồi vậy chứ không biết mai này. Thì cái mai là xứ nhiệt đới thì cái cây của nó không thể nào sống được bên này hết. Dạ, nó tại nó rất lạnh, thật sự nó phải ghép cái bông cái cành này nè. Dạ, với lại dạ. Cái cây gì ở bên Mỹ này cho nó gì nó hợp với cái cây lạnh.
Dịp đầu năm Tân Sửu, hai chị em Yến Châu xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Austin Rainbow Bouquet trong suốt những năm qua. Xin chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và quan trọng hết, chúng ta vẫn cố gắng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và an toàn trong mùa dịch. Xin cảm ơn quý vị. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.